tâm tình. Kính mừng Mẹ Maria, lời kinh sư thần đáp, chúc khen Chúa cùng mẹ đã ban hồng phúc tuyệt vời. Mẹ là mẹ của chúng con. Không những ở trong giáo họ, những người hiện diện ở đây và những người ở xa quê trên các trang mạng không biết đến giáo họ Nam Cường là gì, nhưng nhìn qua các hình ảnh này đều thấy hướng về cái tâm tình và cảm nhận được là cái sự nhiệt tình cũng như lòng yêu mến đạo đức ở nơi giáo họ chúng ta. Xin được chúc mừng cho ông Trùm cũng như ban hành giáo, các anh em gia trưởng đã có những ngày Chúa ban cho sức khỏe để chuẩn bị cho chương trình này. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng quy tụ về đây để tạ ơn Chúa, chúc mừng cho giáo họ. Và đang trong khâu chuẩn bị
chúng ta cứ chuẩn bị hai phương án. Nếu như mà thời tiết không ủng hộ thì chúng ta sẽ vào trong nhà thờ dâng hoa theo đội của giáo họ, rồi hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa phục sinh. Nhưng nếu mà thời tiết Chúa ban cho ngớt thì chúng ta sẽ có cuộc rước từ ở nhà xứ. Thank you.
tiến dâng lên mẹ Thiên Chúa, cho đời con một niềm tin son sắt yêu mẹ, ước sao tim con luôn gần ở bên mẹ nỗi vui ngập tràn. Yeah.
Yeah.
miệt mài năm tháng, dâng mẹ cuộc đời hôm nay, dâng mẹ cuộc đời hôm mai, dâng lên mẹ cuộc đời tương lai, cất trong tim mẹ ngày tháng nhiều muộn phiền, được sống gần mẹ hiền là có xương vui trên. Cộng đoàn chúng ta đứng lên để chào đón Đức Mẹ đang từ từ tiến vào trong quảng trường của giáo họ. Chúng ta vỗ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Đức Mẹ đã về với giáo họ Nam Cường chúng ta. Và xin vỗ tay lớn hơn nữa đi ạ. Chúng con hân hoan tạ ơn Chúa cùng với tâm tình của mẹ Maria. Xin kính mời hội hoa đồng tiến chuẩn bị ạ. Chúng ta cùng hướng về mẹ Maria và xin cha xứ xông hương tượng Đức Mẹ. Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý tôn vinh mẹ Maria trong giây phút này. Cảm tạ mẹ đã ban cho chúng ta có được một thời tiết, có được một cơ hội, có được một khoảng thời gian này để cùng với hội hoa đồng tiến hiệp dâng hoa kính Đức Mẹ. Đây là tâm tình rất thật, rất quý của từng con dân trong giáo xứ Tứ Ngoại, đặc biệt là giáo họ Nam Cường. Xin các anh em trong kiệu chúng ta sẽ khiêng Đức Mẹ dịch về phía trước tượng Thánh An Tôn để cho cha xứ xông hương. Cộng đoàn giáo hội dành riêng tháng 5 để dâng hoa kính Đức Mẹ.
vì mẹ là đóa hoa đẹp nhất của Thiên Chúa. Hương thanh khiết và tình yêu của mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Nhờ hai tiếng xin vâng trọn vẹn, mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Hiệp cùng với giáo hội, chúng con xin dâng lên mẹ tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp diễn ra, năm mà giáo hội mời gọi chúng con suy tư và sống chính bản chất của giáo hội hiệp hành, để chúng con cùng nhau hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm thực thi sứ vụ loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong tâm tình cảm tạ tri ân, giờ đây kính xin cộng đoàn cùng hiệp dâng lên mẹ những tâm tình, những khúc ca với muôn cánh hoa năm sắc, bày tỏ lòng tin yêu Chúa và ca khen danh mẹ. Một sắc còn giờ, mẹ ơi tháng hoa đã về, con hai hoa dâng mẹ, rừng rỡ muôn màu muôn sắc. Đây cánh hoa ân tình là bao mến thương chân thành, xin đôi thương đón nhận ngàn sắc hoa tươi đậm đà. Dâng lên mẹ ngàn hoa, có ngát hương bay về trời cao. Mẹ đẹp xinh tuyệt mỹ, sáng hơn muôn ngàn ánh sao. Dâng lên mẹ bài ca, nguyện tán thương thay mẹ cao sang. Cầu mẹ thương phù dung, đoàn con giữa biển chắn giang. Đóa hoa thiêng, đoàn con tiến dâng lên mẹ, tràn chứa bao ân tình, nồng mến yêu mẹ tha thiết. Non vững tin nơi mẹ, mùa xuân chẳng bao giờ tàn. Xin chở che nhân loại, dìu đến quê hương ngàn đời. Dâng lên mẹ ngàn hoa, tỏa ngát hương bay về trời cao. Mẹ đẹp xinh tuyệt mỹ, sáng hơn muôn ngàn ánh sao. Dâng lên mẹ bài ca, nguyện tán dương danh mẹ cao sang. Cầu mẹ thương phù dung, đoàn con giữa biển trần gian. Có mây vượt ngàn, biển sóng vỗ ru thời gian. Nguyện chiếu lung linh vầng.
tầng thái dương với cõi xa mờ. Hỏi bông hoa thơm ai đã quá cho nhung tươi màu. Muôn vật muôn loài là do tay ngài dựng nên. Thơ này cha uy quyền cao sang, muôn thuở suy tôn, nguyện ý cha bao trùm đất trời vang lời tụng ca. Nguyện giơ tay ban đầy ơn thôi, từng ngày qua trong niềm hạnh phúc chưa tràn mình, mở rộng nước cha. Thơm địa đàng tội nỗi chín trên cành cây, quả cấm trao tay hằn vết nắng phút ấy mê lầm. Cửa kêu đã khéo tâm tôi đã loan kín trong tâm hồn, chút niềm hy vọng một lòng trao gửi ngôi hai. Trời mở ra rời tỏa cao ngôi nơi xuống thế, trong cánh hoang vu ngày hiến thân dâng mình kêu chuộc ngòi đời năm tháng. Ngài phục sinh mang về sức sống, ngài hiền vinh mang tình yêu đến trái tim ngài là tình thứ ba. Bóng chim vừa trùng xoay cánh lướt bay về đây, lửa thắp tim say là bên nhiều chiều sang đêm ngày. Nẻo đường kia đi ai đã dẫn đưa bước chân quay về, chính là thanh thần là nguồn an ủi yêu thương. Nguồn mạnh thiêng còn trao tuôn băng ngàn băng núi bao phủ muôn nơi, nguồn thánh ân dâng đầy thâm vào tâm hồn niềm vui. Ngự hồn ta đây thần chân lý gọi mời ta lên đường tươi sáng, chinh qua ngày đời ta tái sinh. Thank you.
Đất vui mỉm cười nở những đóa hoa đẹp tươi, gửi gió muôn phương, gửi nắng mai sắc thắm tươi màu. Gọi về chim hót, gọi bướm, bướm bay múa vui tưng bừng. Chúc mừng danh mẹ Ave Maria. Chiều tỏa đêm thu, là nữ vương thiên đàng cùng là mẹ hiền đoàn con. Mẹ là hương trên đường nên thôi, mẹ đồng công thương người tội lỗi, kinh xin mẹ cầu phù chúng con. Tiếng ca khải hoàn khởi tố giữa đêm phồn sinh, từ ấy ngân vang vườn tháng năm tiếp nối muôn đời. Nửa đêm khơi sáng ngàn đế cắm cá lên loài, vùng lành Chúa Trời tặng ban phương miệng yêu thương. Đoàn con cùng hòa vang quốc ca bên chung, hơn đó hân hoan mừng biết bao anh hùng đã nhận thương biển cao sang. Ngự tòa cao vui hưởng nhan chung, gần kế bên có tàng ơn thanh, hay thương tình truyền cao xuống con. Tiến dâng về mẹ ngàn muôn đóa hoa đẹp xinh, hoa tươi đượm thắm ân tình, đoàn con nhiệm dâng kính. Đây đóa hoa hồng tươi là bao mến yêu.
yêu sang người, năm tháng dẫu luôn đổi rời, xin yêu mẹ mãi không thể vơi. Ave Maria, ôi mẹ ngàn hoa, tình mẹ bao tiếng ca. Đoàn con hiệp dâng kính, đây đóa hoa đẹp xinh, màu hoa trắng bao ân tình, dâng kính nữ vương thiên đình, muôn tâm tình mến yêu cậy tin. Ave Maria, dâng về mẹ ngàn muôn đóa hoa đẹp xinh, hoa tươi đượm thắm ân tình, đoàn con nghiệp dâng kính, đầy sáng hoa vàng tươi, cùng bao nắng no vui buồn, kiên vững giữa muôn sông đời, theo gương mẹ vững tâm chẳng người. Ave Maria, ôi mẹ ngàn hoa, tình mẹ bao tiếng ca. Ave Maria, dâng lời ngợi ca, cảm tạ tình mẹ bao la. Tiến dâng về mẹ ngàn muôn đóa hoa đẹp xinh, hoa tươi đượm thắm ân tình, đoàn con hiệp dâng kính, xin kính dâng mẹ yêu, màu hoa tím vương u sầu, mong ước sáng son tâm lòng, xin tự nhận lễ dâng đời con. Ave Maria, ôi mẹ ngàn hoa, tình mẹ bao.
thiết tha. Con tháng năm mỏi mòn
xin anh em thanh niên bê ghế để cho hội hoa ngồi ngay trước tượng đài luôn. Hội hoa ta ngồi ngay trước tượng đài luôn ạ. Mẹ thương giữ gìn che chở gia đình. Trần gian tựa như biển dòng sông cuồng trào dâng. Mẹ thương đói nhìn giữ gìn đoàn tụ. Phía bên trên sân chúng con cầm ghế đi xuống bên dưới. Cộng đoàn đang ngồi ở phía bên trên xin cầm ghế đi xuống phía bên dưới sân này. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa có một bản dâng hoa đồng tiến rất là thánh thiêng. Tin chắc là mẹ đã nhận những ý nguyện của cộng đoàn chúng ta. Và để có được một buổi dâng hoa đồng tiến như thế này, chúng ta phải kể đến công ơn của những người, những gì đã phụ trách tập luyện, đặc biệt là những con hoa đã hy sinh thời gian để đi tập luyện trong suốt những tháng qua. Và công sức đó cũng phải kể đến quý chức hội đồng mục vụ của giáo xứ cũng như các giáo họ. Ngày những con hoa đi tập dâng hoa thì cũng là ngày quý ông phải theo sát để động viên cũng như là có mặt 24/24 để cùng với con hoa tập dược. Phải kể đến công ơn nữa là của quý ông, quý anh trong gia đình. Các ông, các anh đã hy sinh coi con cái cũng như làm các công việc nhà để cho các bà, các chị có thời gian đến tập dâng hoa. Và ngày hôm nay tại giáo họ Nam Cường, quý chức hội đồng mục vụ cũng như tất cả mọi thành phần trong giáo họ Nam Cường, quý anh em gia trưởng đã đóng góp công sức rất nhiều. Sự nhiệt tình đó đã được mẹ đón nhận bằng cách mẹ đã ban cho thời tiết rất là tốt đẹp để chúng ta được quy tụ nhau nơi đây. Chúa đã toàn thắng vinh quang.
con sông này mọi người được cứu thoát. Chúa đã chiến thắng, đã phục sinh, chứng minh đi đi theo đi. Chúa đã nối kết muôn thân thiện, vinh quang cho cha muôn đời giao hòa mở nối qua cho chân ta. Vui nên muôn dân vô tay theo mừng ta đến núi nhà. Trên trong cõi trên nhân gian hát mừng một bài ca phục sinh. Chúa đã chiến thắng, đã phục sinh, chứng minh bí tích diệu kỳ. Chúa đã nối kết muôn ơn thiêng, vinh quang nước cha muôn đời giao hòa mở nối thoát cho chân ta. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha vốn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, rất vinh dự cho giáo xứ Quý Ngoại chúng ta và đặc biệt là giáo họ Nam Cường hôm nay tổ chức rước hoa rước Đức Mẹ từ giáo xứ ra đây để chúng ta cùng dâng lên những Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, không những bằng những bó hoa và bằng những tâm tình đơn sơ của từng người trong giáo xứ chúng ta dâng lên Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ chúc lành và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta cũng dâng thánh lễ này để chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người trong toàn giáo xứ chúng ta luôn được bình an. Và tâm tình của tuần thứ năm của mùa phục sinh, Chúa Giêsu bảo cứ dấu này mà chúng ta biết là các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Mỗi người chúng ta hãy biết yêu thương nhau để chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện như ý những người xin lễ hôm nay. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiêu xa. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria chốn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và giờ đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thương xót chúng con. Thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy
Chúa, là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Nay còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời, xin nhận lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì này Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, sau khi đã loan tin mừng cho thành Đắc Bê và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông Phaolô và ông Barnabas trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay và cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Hai ông đi qua nhiều miền Pisidia và đến miền Paphinia, rao giảng lời Chúa tại Berge, rồi xuống Atania. Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập hợp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa. Sâu lòng chắc ân, Ngài thường ra ân và thương châm bất bình luôn. Với mọi nếp người, Chúa hằng bao dung nhân ai. Muôn loài dựng nên, Ngài thường thương xót từ bi. Từ giờ đây cho mãi tôi muôn ngàn
hỡi công chính Chúa, dâng lời ngàn đời tán tạ. Và người chung hiếu, người ca mừng Chúa tình yêu. Thiên hạ hãy cùng chúc tụng vinh quang nước Chúa, xưng tụng quyền bi thuộc mình Thiên Chúa hiền về. Nhân loại cần được tỏ tường, triều đại được Chúa mọi phương nhân biết biểu dương. Vương triều của Ngài kéo dài thiên niên luôn mãi, vương quyền của Chúa tồn tại luôn mãi chẳng phai. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân nang. Rồi nghe tiếng từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa, ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tan tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa. Ta cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy,
ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời chuông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thời buổi kinh tế thị trường, vấn đề quảng cáo đang là một vấn đề hết sức cần thiết. Từ những phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí, trên đường đi, nơi nào có thể được là chúng ta nhìn thấy những biển quảng cáo. Và cuối cùng trên sản phẩm với những nhãn hiệu và những dòng chữ ca ngợi hiệu năng của sản phẩm. Có những sản phẩm còn có dòng chữ đề phòng giả mạo. Và không biết đó có phải là hàng chính phẩm hay không, nhưng vẫn có dòng chữ như thế. Người tiêu dùng bị lẫn lộn trong những thứ giả và thật, vì nhìn vào nhãn hiệu có khi phân biệt được, có khi đành phải chịu thua. Chừng nào đụng đến thực tế thì đành phải ôm hận. Và để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau, Chúa Giêsu cho những môn đệ của Ngài mang một nhãn hiệu để mọi người nhìn thấy là hàng chính phẩm, là môn đệ thật. Đó là yêu thương nhau. Và tình yêu thương không thể giả tạo được, cũng không phải chỉ là cái mã ở bên ngoài, nhưng là cái từ bên trong tâm hồn đã có, mới thể hiện ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Và tình thương cũng không phải để cho mọi người nhìn thấy mà thôi, nhưng còn là một giới răn, một mệnh lệnh. Yêu thương như Thầy yêu, Thầy yêu thương không tính toán, cho đi không cần đòi lại, cho đi cả mạng sống vì người mình yêu. Và nhãn hiệu Thầy ban như một dấu ấn. Ai không mang được nhãn hiệu thì chỉ còn cách ra đi trong đêm tối như Giu-đa đã ra đi. Chính vì ông ra đi trên nên không nghe được mệnh lệnh và giới răn mà Thầy Giêsu đã truyền. Mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là chúng con yêu thương nhau. Lời nói đó Chúa Giêsu cũng nói với từng người trong chúng ta là những người của thời đại ngày hôm nay, những người đang ngồi trong nhà thờ giáo họ Nam Cường này đang lắng nghe. Chúa Giêsu cũng cho mỗi người một nhãn hiệu người môn đệ, một nhãn hiệu thật sự có chất lượng từ bên trong mới bộc phát ra bên ngoài, chứ không phải là thứ hàng không chất lượng. Mỗi người trong chúng ta thử nhìn lại chính mình xem, với nhãn hiệu người Kitô giáo, người môn đệ Chúa Giêsu mà chúng ta được mang, có đúng với phẩm chất của con người hiện tại của mình hay không? Hay chúng ta chỉ là cách thùng trống rỗng, có mã bên ngoài nhưng thực chất ở bên trong thì hoàn toàn trái lại? Và không lẽ giống như Giu-đa, chúng ta đã ra đi trong giờ phút quyết định, giờ phút mà mệnh lệnh yêu thương được ban hành, mà chúng ta không thể lắng nghe vì bận với những toan tính riêng tư? Mọi người nhìn vào chúng ta nhìn thấy cách sống, những lời nói, những thái độ đối xử và những toan tính họ có thể nói được. Đó là nhãn hiệu của tình yêu, đó là người môn đệ của Chúa Giêsu hay không? Và nếu chúng ta biết dùng tình yêu
để nói nên những lời chân thật phát xuất từ con tim biết yêu thương. Nếu chúng ta biết bỏ đi những tranh chấp, những đố kỵ chỉ vì một chút tự ái, để biết bỏ đi những hành vi không tốt đẹp, những tham lam bất chính, những cơn phẫn nộ không đúng chỗ vì con tim yêu thương thật sự. Nếu chúng ta nhìn thấy được nhu cầu của anh chị em chung quanh đang cần, một cái nhìn yêu thương thông cảm, một nụ cười khích lệ, một câu nói động viên, một hành động giúp đỡ phát xuất từ con tim chân chính. Với tất cả những chữ nếu đó là mà chúng ta thực hành được, đó là chúng ta đã mang nhãn hiệu của người môn đệ, nhãn hiệu yêu thương. Và nếu tại sao chúng ta đã mang nhãn hiệu yêu thương mà chúng ta còn tìm cách để hạ bệ nhau, chiếm đoạt của nhau, chiếm giữ những điều không phải của mình? Nếu đã mang nhãn hiệu yêu thương, sao còn tìm cách để hại nhau bằng những lời nói, những hành động và cả những mưu mô toan tính? Như vậy là chúng ta đã đi con đường của Giuđa, đã ra đi trong giờ phút quan trọng, ra đi trong đêm tối không biết lắng nghe. Như vậy chúng ta chỉ là một thứ hàng không chất lượng, không đúng với nhãn hiệu bên ngoài. Như vậy chúng ta là giả tạo, giả hình hay sao? Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được xứng đáng là người môn đệ thật như của Chúa, được thể hiện bằng chính cuộc sống của lòng yêu thương chân thành của từng người chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh mùa Thiên Chúa. Thành trời đất và hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Phi La Tô, người chịu cố hình và mai ta. Người thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha từ Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong bữa tiệc ni, Chúa Giêsu đã nêu gương và truyền lại cho chúng ta giới răn mới,
đó là giới luật yêu thương. Trong tâm tình cảm tạ tình thương Chúa với và thiết tha bước theo người, chúng ta dâng lời nguyện xin: anh em hãy yêu thương nhau, chúng ta cùng cầu xin cho mỗi thành phần trong hội thánh luôn nay tình thương mà đối xử với nhau, để nhờ đó hội thánh sẽ trở thành dấu chỉ của tình thương Chúa giữa thế gian. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hai ông kể cho cộng đoàn nghe những việc Thiên Chúa cùng làm với các ông. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà truyền giáo luôn cảm nhận được Chúa đang hiện diện, nâng đỡ và cùng hoạt động với các ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt những người sầu khổ. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang chịu đau khổ về tinh thần hay thể xác, tìm được nơi Chúa phục sinh nguồn cậy trông, để tiếp tục bước đi trên con đường theo Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đã đến giờ con người được tôn vinh và cha người cũng được tôn vinh nơi người. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người chúng ta khi an vui cũng như lúc muốn phiền, luôn biết làm mọi việc để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết theo gương Chúa, yêu mến anh chị em đồng loại như Chúa đã yêu thương. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Trên bàn tay con đây là tấm bài với chén nho lành, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người dâng cuộc đời chơi vơi, mong manh một kiếm cỏ hoa nhưng dạt dào ân huệ của Chúa luôn ngọt ngào suối tình yêu Chúa. Ngọn nến lung linh lòng cung kính lửa mến tinh tuyền, cõi lòng này thầm mong và nguyện ước ngọn nến hao gầy để tình người thắng hoa tan đi mọi nỗi sầu đau. Chúa là nguồn ân tình tuyệt đối, Chúa tình yêu gia nghiệp đời con. Như nàn hương bay cao về nhan Chúa, tiếng hát nguyện cầu suốt cuộc đời con đây là của lễ tỏa ngát hương tình. Chúa tình này đơn sơ, mong sao đền đáp tình cha thương dạt dào vô về sưởi ấm cho lòng con. Ôi tình yêu Chúa. Đây làn hoa tươi xinh và thơm ngát con hái dâng về, khắm và
vạn vạn đồi cao và gieo xuôi cả suốt bốn mùa. Sáng màu xanh giữ sông, thân con nặng kiếp chờ mong ơn lành ngày tươi gọi cuộc sống hoa đời con thắm tình yêu Chúa. Xin dâng lên Chúa đời con, dấu niềm tin đã bao lần héo hòn. Xin dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài trọn tình yêu xa xôi. Xin dâng lên Chúa đời con, dấu niềm tin đã bao lần héo hòn. Xin dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài trọn tình yêu xa xôi. Trọn cuộc đời con như hoa trong nắng, đường dài nhân gian mong ơn soi sáng. Xin tiến dâng lên Ngài, nguyện Ngài dù thương tình Ngài dìu đưa từng bước con trong đời, để cánh hoa mòn hèn luôn luôn tươi hồng đẹp màu nắng trời xuống. Xuôi trong mưa trong nắng, xin tiến dâng lên Ngài từng giọt mồ hôi, từng giọt lệ rơi còn ngấm trên môi cười, từng ước mơ trong đời
nay con vun trồng chờ ngày sẽ trổ bông. Xin dâng nên Chúa Trời này bánh thơm đi rượu nồng, bánh thơm đi rượu nồng là hoa màu ruộng đất nương thơm của nương đông. Xin tiên dâng nên ngài cùng với bao tâm tình tâm tình. Anh chị em ơi, cầu nguyện đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tôn ngô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm tràng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sát tế mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa như qua lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhớ lấy mà uống, vì này là chén máu thầy
mau giao ước mới và vinh cứu, xe đồ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chế và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thống phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tôma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm đức trinh nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, nữa cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vâng quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa.
xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng phạt tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chiên Thiên Chúa nơi đấng xóa tội trần gian, phúc giai đồng mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Rồi một chiều giữa bữa tiệc ni, khi Giuđa đi khuất thật rồi, Ngài thì thầm với những người thân: hôm nay đây giữa nơi trần thế, Ngài sẽ được tôn vinh khắp nơi, danh Chúa luôn hiển vinh không ngơi. Này nơi Thầy nói với đoàn con, trước khi ra đi về cha Ngài. Yêu nhau, đều rất mối xin Thầy đã chiên. Yêu nhau, như Thầy đã yêu thế gian. Yêu nhau, là dấu chứng của ngôi nghề này. Xin cho mọi người, xin cho mọi nhà nhìn dòng đời tất ta ngường xuôi, xin cho con trông thấy từng người là nhìn người áo rách gầy phai. Xin cho con biết cho mặc ơn là nhìn người nắng thang đói ăn, cơm bánh chia dầu không kêu van, là nhìn người túng thiếu tình thương. Hãy cho đi như Thầy đã truyền. Yêu nhau, yêu đất mới xin Thầy đã truyền. Yêu nhau, như Thầy đã yêu thế gian. Yêu cho mọi người, xin cho mọi nhà biết yêu thương nhau.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin trân trọng kính mời cha xứ an tọa. Xin kính mời quý vị cùng quý cộng đoàn ngồi. Để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, chúng con cảm ơn cha xứ cũng như quý vị, quý hội đồng phụng vụ cùng toàn thể các hội đoàn trong toàn giáo xứ đã hôm nay đã về đây cùng dâng hoa hiệp nhất quả giáo họ chúng con. Để cảm tạ hồng ân, con xin trân trọng giới thiệu vị đại diện nên có đôi lời tri ân cha xứ. Cảm ơn quý vị cũng như quý cộng đoàn, con xin trân trọng kính mời. Trọng kính cha xứ Bình Sơn, kính thưa cô, thưa quý chức hội đồng mục vụ giáo và các giáo họ, thưa quý ông bà trưởng các hội đoàn và cộng đoàn, đặc biệt thưa hội hoa đồng tiến thứ và hội hoa giáo họ, mỗi tháng năm người Công giáo Việt Nam cùng giáo hội Hoàn Vũ tưng bừng lộn rã bước vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ, Mẹ Chúa Thiên Đình với tên gọi rất thân thương là Tháng Hoa Đức Bà. Được phép của cha xứ Vinh Sơn, giáo họ chúng con tổ chức rước hoa và dâng hoa đồng tiến toàn xứ kính Đức Mẹ. Đặc biệt hội hoa nam gia trưởng của giáo họ chúng con hôm nay đã ôn lại những kỷ niệm và tưởng nhớ về công ơn của những ông trùm kiều đã có sáng kiến thiết lập hai hội đội đồng tiến, và hội hoa gia trưởng đã có những giờ phút tiến hoa sốt sắng, cảm động với những lời đơn sơ, cử điệu đơn giản dễ đi vào lòng người, cùng với những đóa hoa tươi muôn sắc màu, những làn hương trầm nghi ngút, những ngọn nến hồng lung linh, tất cả tạo nên buổi dâng hoa thật sốt sắng trước Nhan Mẹ Maria. Giáo họ chúng con chân thành tri ân cha xứ Vinh Sơn đã luôn động viên và cho phép chúng con được tổ chức thánh lễ và buổi dâng hoa hôm nay. Giáo họ chúng con xin cảm ơn quý vị hội dòng Man Côi đã rất nhiệt tình và yêu mến giáo họ, đã không quản ngại đường xa, công việc bận rộn về tập dâng hoa cho giáo xứ giáo họ chúng con. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và hội dòng. Xin cảm ơn hội hoa đồng tiến hàng giáo xứ đã hy sinh thời gian tập luyện và thay mặt cộng đoàn tiến hoa nên mẹ. Xin cảm ơn quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, hội chống hiệp nhất, hội kèn đồng hiệp nhất cùng toàn thể các hội đoàn, cộng đoàn đã về với giáo họ chúng con hôm nay buổi lễ rất long trọng và sốt sắng. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ ngàn hoa ba muôn hồng ân cho quý vị, giúp gia đình được hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn may mắn và được mẹ luôn gìn giữ trên mọi nẻo đường. Thay lời cho toàn thể giáo họ, xin cảm ơn ban truyền thông Đền Thánh Kiên Nao, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí và tất cả những ai đã hy sinh dâng cúng hoa và góp phần trong công việc tổ chức buổi tiến hoa và thánh lễ hôm nay. Giáo họ chúng con có lắng hoa tươi thắm, xin dâng lên cha xứ thay lời cảm ơn của giáo họ chúng con. Xin cảm ơn ông trùm chánh của giáo họ, vừa có lời cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đi tham dự thánh lễ. Thì chúng ta biết là thánh lễ hôm nay là rất đặc biệt, nhiều người tưởng là thất bại,
nhưng cuối cùng lại không phải là thất bại. Mưa đến lúc quá giờ mà vẫn còn mưa. Nhưng mà rồi một số người họ Nam Cường vào trong nhà thờ quý ngoại cầu nguyện, tôi thấy là họ đang cầu nguyện với Đức Mẹ. Một lúc là thấy trời lạnh tạnh, không có tí mưa nữa. Như vậy là vừa sạch đường, sạch ngõ mà chúng ta đi rước rất là tốt đẹp. Thì chúng ta trước hết là chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Quan Thầy của chúng ta đã làm phép lạ để chúng ta có những buổi dâng hoa đặc biệt như vậy. Rồi hôm nay chúng ta cũng nói đến cái sự đoàn kết của toàn giáo xứ, hội kèn hiệp nhất, hội trống hiệp nhất, hội dâng hoa hiệp nhất. Hôm nay thì tôi bảo các hội dâng hoa hiệp nhất là ta cứ đứng thôi, nhưng mà thấy các chị bảo là không thể đứng được mà phải là quỳ. Như vậy là cái cử chỉ mà chúng ta quỳ trước mặt Chúa, trước mặt Đức Mẹ đó là chúng ta rất là khiêm tốn. Hôm nay vì nó mưa sân cho nên tôi nói là đứng cũng được, nhưng mà không chịu đứng mà vẫn cứ quỳ. Như vậy là chúng ta dâng hoa để kính Đức Mẹ trong một tháng hoa. Chúng ta đã các từ nhà xứ đến họ Nam ngoại, rồi là hôm nay Nam Cường và tuần sau là xa ngoại, bốn cái cuộc hòa, rồi dần dần tới nhà xứ nữa là hàng giáo xứ. Cho nên chúng ta mỗi một cuộc dâng hoa chúng ta thấy cái tình đoàn kết của giáo xứ chúng ta nó càng gắn bó hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải gọi là hiệp nhất. Rồi bây giờ chúng ta đang là sống trong cái thời kỳ hiệp hành của giáo hội. Chúng ta vừa là hiệp nhất, vừa là hiệp hành, có nghĩa là chúng ta cùng đồng hành, cùng đi trên con đường để mà phục vụ giáo hội. Rồi như vậy chúng ta thấy không có cái tình yêu nào yêu thương bằng như vậy, là cứ dấu chỉ mà chúng ta yêu thương nhau, đó là người Kitô hữu, đó là chúng ta yêu thương nhau. Cho nên chúng ta càng khi chúng ta nghe bài tin mừng và chúng ta làm việc, chúng ta càng thấy cái sự mà ưu ái của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta dâng lên lời cảm tạ và cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn Thánh Quan Thầy chúc phúc cho tất cả chúng ta. Ở nhất là họ Nam Cường chúng ta thấy hy sinh lắm, đúng không? Làm suốt từ mãi tuần trước đến giờ, từ đầu mùa hoa đến giờ, tất cả những cờ rồi các thứ vân vân, chúng ta thấy chắc là sang ngoại mấy hôm nữa rồi cũng phải hoành tráng vậy thôi. Bởi vì chúng ta cũng thấy các họ hy sinh dân cho Chúa những cái hy sinh vậy, cho nên chúng ta mỗi họ chúng ta đi rồi chúng ta xem, rồi chúng ta cũng cố gắng để chúng ta làm cho giáo họ chúng ta nó tốt đẹp hơn. Rồi cảm ơn các dì Mân Côi đã về đây giúp đỡ suốt một thời kỳ để giúp đỡ cho toàn giáo xứ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn, xin Đức Mẹ chúc lành cho các dì. Rồi chúng ta mừng nhau một tràng hoa tay thật lớn đấy. Đấy, tình hình hôm nay mưa cho nên bà con chưa về được, đúng không? Cho nên chúng ta nhớ là ban phép lành rồi về. Bởi vì thánh lễ mà không có từ đầu đến cuối là không có thành. Cho nên chúng ta nhớ là bao giờ tôi cũng để ban phép lành cuối cùng. Ai họ cảm ơn là cứ cảm ơn đã. Rồi mời cộng đoàn đứng. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cùng đi theo Chúa, muôn người có chút nhịp chưa được và luôn đỡ Chúa, lắng nghe mong từng người đã thương. Xin thật lòng chia sẻ, chỉ tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa cũng như là với nhau. Luôn gặp thật có, luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và đoàn bao tin. Xin thật lòng chia sẻ, chỉ tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp
chúng con biết tìm theo ý mẹ sẽ bằng lòng những gì đoàn con dâng lên.